sau việc thời nghèo khổ, Quyền Linh chờ xin tô cháo đến 3 giờ sáng. Trước khi trở thành gương mặt đình đám trong showbiz, ít ai biết rằng dàn sao Việt như Quyền Linh, Hồ Quang Hiếu, Khắc Việt từng trải qua những ngày tháng cực cực trong quá khứ, thậm chí phải xin ăn và làm đủ thứ nghề. Quyền Linh, Hồ Quang Hiếu, Khắc Việt là những gương mặt có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng giải trí Việt hiện nay. Họ nổi tiếng là những nghệ sĩ có sự nghiệp vững chắc và sở hữu khối gia tài khủng đáng mơ ước. Để được sống trong ánh hào quang như hiện tại, ít ai biết rằng dàn nghệ sĩ này đã phải trải qua nhiều khó khăn trong quá khứ, thậm chí phải xin ăn từng bữa, trong túi không có lấy một xu và làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Hãy cùng tìm hiểu thêm về cuộc sống cơ cực của các nghệ sĩ Việt ngay dưới đây nhé. Quyền Linh, bén duyên với nghệ thuật, Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ Việt nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả vì lối sống giản dị, chất phác và giàu lòng nhân ái. Hiện tại anh là gương mặt đắt khách nhất nhì làng giải trí Việt, có nhà cửa khang trang, một mái ấm sung túc. Nhìn vào cuộc sống đáng mơ ước của Quyền Linh, khán giả không khỏi bất ngờ khi anh chia sẻ rằng từng trải qua những ngày tháng mưu sinh đầy cơ cực. Chia sẻ với truyền thông, Quyền Linh cho biết, thời còn đi học, vì không có tiền nên chỉ dám mua suất cơm chay 7.000. Có lần vì đói quá, đi ngang qua quán bán cháo trắng và quyết định vào xin một tô. Anh ngồi chờ đến 3 giờ sáng đến mức khách đã về hết và chỉ còn sót lại phần cháo bị khét. Đến khi may mắn được đi diễn vài vai phụ, được mọi người gọi là ngôi sao điện ảnh, nhưng cuộc sống của Quyền Linh vẫn không khấm khá hơn. Anh vẫn không có tiền đóng trọ và mua đồ diễn, thường xuyên phải nhịn ăn và mượn xe của người khác. Nhờ đam mê nghệ thuật và sự nỗ lực vươn lên trong quá khứ, Quyền Linh đã trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả Việt, gặt hái được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp diễn xuất và ghi điểm trong mắt người hâm mộ khi lấn sân sang nghề MC. Hồ Quang Hiếu, trước khi nổi tiếng và trở thành giọng ca được nhiều người yêu thích, ca sĩ Hồ Quang Hiếu khiến khán giả thương cảm khi từng trải qua tuổi thơ đầy thiếu thốn, cơ cực. Nam ca sĩ không ngần ngại cho biết anh từng bươn chải với đủ thứ nghề, từ phục vụ bàn, trông giữ xe đến đi hát thuê ở các đám giỗ, đám hỏi để kiếm thêm thu nhập. Vì đam mê ca hát nên giọng ca Con Bướm Xuân luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để thoát khỏi nghịch cảnh. Anh tham gia nhiều cuộc thi hát, dành dụm được số tiền nhỏ để thực hiện CD đầu tay. Muốn được nhiều người để ý đến nhưng lại không có đủ chi phí để quảng cáo, nên anh quyết định ra bến xe tặng CD cho các ông chủ nhà xe với hy vọng hành khách tứ phương sẽ nghe được giọng hát của mình. Trong một chương trình giải trí gần đây, anh cũng chia sẻ rằng bản thân trong quá khứ là một thanh niên hiếu động bồng bột, nhiều lần ham chơi, đàn đúng khiến mẹ lo lắng. Nhân cơ hội, nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi mẹ và cho rằng chính mẹ là người tiếp thêm cho anh động lực để có được thành công như ngày hôm nay. Nhờ chăm chỉ chạy show, hiện tại Hồ Quang Hiếu sở hữu khối tài sản lớn với nhà sang, xế xịn, cuộc sống dư giả đáng ngưỡng mộ. Khắc Việt, đây là dấu ấn với loạt hit đình đám. Khắc Việt là ca sĩ kim nhạc sĩ được đông đảo khán giả yêu mến. Để có được vị trí vững chắc trong thị trường giải trí như hiện nay, Khắc Việt phải trải qua những tháng ngày vất vả khi còn là sinh viên. Để có thêm kinh nghiệm, nam ca sĩ nắm bắt cơ hội theo đoàn nghệ thuật đi lưu diễn ở tỉnh. Sau này, khi mới ra trường, anh nhận đi hát thuê ở các phòng trà và vài sân khấu nhỏ. Không chỉ thường xuyên bị quỵt cát xê, giọng ca anh khác hay em khác còn bị đuổi xuống sân khấu khi đang biểu diễn để nhường chỗ cho ca sĩ khác. Dù cuộc sống có nhiều thiếu thốn, nhưng Khắc Việt chưa bao giờ từ bỏ đam mê âm nhạc. Năm 2009, ca khúc do anh sáng tác có tựa đề Quên bất ngờ được đông đảo khán giả yêu thích. Cái tên Khắc Việt từ đó cũng nổi đình nổi đám và được nhiều người biết đến hơn. Sự nghiệp của nam ca sĩ trẻ bắt đầu khởi sắc, anh tự tay sáng tác nhiều ca khúc và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Hiện tại, Khắc Việt có cuộc sống hạnh phúc bên DJ Thanh Thảo và hai nhóc tỳ đáng yêu. Mạc Văn Khoa gây ấn tượng mạnh nhờ khiếu hài hước. Mạc Văn Khoa trở thành gương mặt đình đám của làng hài Việt. Trước khi bén duyên với showbiz, nam nghệ sĩ là một cậu thanh niên trắng tay vào nam lập nghiệp, chuyên đi phụ hồ để kiếm tiền ăn học. Tận dụng năng khiếu hài hước vốn có, anh được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi tham gia game show Thách Thức Danh Hài. Cũng kể từ đó, nam nghệ sĩ chăm chỉ tham gia hoạt động nghệ thuật, góp mặt trong nhiều bộ phim, được đông đảo công chúng ủng hộ. Sau nhiều năm nỗ lực cố gắng, Mạc Văn Khoa đã lập gia đình và có một cô công chúa. Anh tậu nhà mới, xe xịn và có cuộc sống đầy đủ sung túc. Trường Giang, nhắc đến những ngôi sao Việt có tấm gương vượt khó, không thể không kể đến Danh Hài Trường Giang. Trước khi trở thành nghệ sĩ đắt sâu nhất nhiều showbiz hiện nay, Giang ca đã phải trải qua tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Mẹ mất sớm, 6 anh em Trường Giang phải tự bươn chải, lang thang kiếm sống, thậm chí phải chạy ăn từng bữa.
Để có tiền đóng học phí, anh phải bươn chải với đủ thứ nghề. Từng bị thầy giáo đuổi học và đánh giá là không có tố chất nghệ thuật chỉ vì xuất thân nghèo khó. May mắn thay, anh đã gặp được những đàn anh, đàn chị tốt bụng trong nghề giúp đỡ. Cùng với khiếu nghệ thuật vốn có, Trường Giang dần dần có được vị trí trong giới nghệ thuật và trở thành ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Việt Nam. Người ta vẫn thường nói, đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng. Những nghệ sĩ như Quyền Linh, Hồ Quang Hiếu, Khắc Việt là tấm gương vượt khó điển hình của làng giải trí Việt Nam. Hy vọng rằng những ngôi sao này sẽ không ngừng phấn đấu, sáng tạo và cống hiến hết mình để đem đến cho khán giả sản phẩm nghệ thuật thật chất lượng.